Kính thưa quý vị và chư quý đồng đạo, chương trình được liên tục đến bài cảm tạ. Bài này đức thầy viết, bài này về ông Nguyễn Văn Ngọ ở Bạc Liêu. Nghi ngài cản trở ông Ý Dội ở Bạc Liêu, muốn kết nghĩa thông gia với ông. Vị xin trân trọng kính mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi mà ngẫm nghĩ sao chữ dòng tồn an
ngày kia hỏi
dẫn gian thời chẳng mà lòng chẳng nghe nào. Ngàn xưa mấy bậc anh hào nằm gai mặt da nào trách thì than chờ. Oh my God.